Xin chào tất cả các em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em bài mới. Hôm nay mình sẽ học về giới từ trong tiếng Anh nhá. Đấy là mình có 3 giới từ, đấy là in, on và at. Thì đây là một cái bảng. Đấy. Bảng này thì như các em có thể thấy thì đây là mình sẽ nói tổng quát trước. Giới từ in, on và at trong tiếng Anh, các em được dùng cho cả trong khi mà mình dùng trong thời gian hay là nói về địa điểm trong tiếng Anh. Thì cả in, on và at mình dùng cho thời gian, địa điểm nữa. Đấy. Thì nhìn tổng quát thì như sau. Các em thấy trong cái tam giác này đúng không? Cái phần to nhất đó là phần in. Có nghĩa là nó muốn chỉ đấy là cái từ in được dùng trong thời gian và địa điểm theo cái kiểu chung nhất. Đấy, bao quát nhất thì mình sẽ dùng in. Và tiếp theo cái phần ở giữa, có nghĩa là không to quá cũng không bé quá, đấy là mình dùng tới từ on. Thì điều này ám chỉ đến như nào? Các em dùng on trong thời gian và địa điểm. Nó cụ thể hơn cái in một chút, nhưng mà không quá cụ thể như là dùng với at. Đấy. Còn cái đỉnh bé nhất ở đây trong tam giác, các em có thể thấy mình dùng giới từ là at. Thì nó ám chỉ đấy là nó dùng trong cả thời gian và địa điểm. Đấy, tuy nhiên là khi mà mình muốn nói về thông tin nó rất là rõ ràng, nó cũng rất là cụ thể, chi tiết thì mình sẽ dùng giới từ là at. Thì mình mời em, các em sẽ xem tiếp cho mình nó cụ thể hơn như sau nhé. Ba giới từ in, on và at, các em đều dùng cho thời gian và đều dùng cho địa điểm. Thì khi mà mình nói về thời gian đi, lúc nào mình dùng on và lúc nào dùng in, lúc nào dùng at, các em nhìn cho mình một chút. Mình dùng in trong các trường hợp như sau. Khi các em muốn nói về thời gian chung chung nhất, ví dụ như là các em muốn nói về thế kỷ này, thập kỷ này, năm và tháng, hay là tuần, hay là các mùa trong năm, cũng như cái thông tin thời gian rất là bao quát như thế nhá. Ví dụ như kem muốn nói trong thế kỷ 21 đi, kem nói là in the 21st century, hay là trong năm 2020 này, in the 2020, in 2020, trong tháng 3 đấy là in March, và trong mùa hè mình có là in summer, trong mùa đông kem có là in the winter. Khi mà dùng tiếp theo đấy là dùng in, còn tiếp theo mình gọi on, ok? Thì on kem sẽ dùng trong khi mà muốn nói thời gian về thứ trong tuần này, ngày trong tháng, có nghĩa cái thời gian nó sẽ chi tiết hơn, nó cụ thể hơn, nó hẹp hơn so với các thời gian dùng với in, đúng không? Các thứ trong tuần, ngày trong tháng, ví dụ kem bảo là on Monday, ok? On Sunday, on Friday. Và các ngày trong tháng thì mình có gì đây? Vào ngày mùng 2 của tháng 12 chẳng hạn, các em nói là on December 2nd. Đấy, on December 2nd. Tiếp theo các em dùng on với những cái ngày đặc biệt trong một năm. Đấy. Ví dụ như là trong một năm các em có một ngày như là ngày Giáng sinh chẳng hạn, tiếng Anh mình có từ là Christmas. Đấy, Christmas Day chẳng hạn, các em sẽ dùng là on Christmas và on Christmas Day. Hay là mình có ngày khác, ví dụ như là kỳ nghỉ, ngày nghỉ lễ đúng không? Các em có từ là holiday, các em là on holiday hoặc là on holiday day. Đấy. Còn tiếp theo các em dùng giới từ at. Mình sẽ dùng giới từ này khi mà các em muốn nói về thời gian nó rất là chi tiết, rất cụ thể, từng giờ. Đấy, ví dụ như là mình có lúc mốc thời gian 7 giờ chẳng hạn. Tôi đi học lúc 7 giờ sáng đúng không? I go to school at 7 o'clock. Hoặc là I go to school at 7 a.m. Thì có nghĩa là cái mốc rất là chi tiết. Tiếp theo các em dùng thời gian có thể là những cái mốc khác. Ví dụ như là vào buổi trưa đi, vào nửa đêm chẳng hạn. Vào trưa các em có là at noon, hay là vào nửa đêm để là at midnight. Tiếp theo, các em dùng at với ngày đặc biệt trong năm, đấy, không kèm với chữ day lúc đầu mình bảo đúng không? Không phải là on Christmas Day nữa mà các em thường dùng là at Christmas. Đấy, thì đấy là về cách dùng thời gian của in, on và at. Tiếp theo, khi các em muốn dùng in, on và at trong địa điểm. Thì cách dùng như sau nhé. Đối với in, kem dùng để chỉ cái địa điểm nó chung chung, nó vẫn rất là bao quát thôi, nó to đúng không nhỉ? Ví dụ như là kem nói về trong quốc gia hay là trong
một thành phố trong thị trấn đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ này, Việt Nam mình là in Vietnam, ở trong Hà Nội đi là in Hà Nội chẳng hạn, hoặc là ở tỉnh Nghệ An của mình các em nói là in Nghệ An province, và thành và thị trấn của mình thì là in Nam Downtown. Đấy là cách dùng với in các em nhé. Còn khi mà các em muốn dùng giới tính on thì mình sẽ dùng với cái danh từ mà địa điểm nó cụ thể hơn, và thường các em sẽ dùng với chỉ cái việc là mình ở trên cái đường phố nào đấy chẳng hạn. Ví dụ trên đường Thụy Khuê mình có là on Thụy Khuê Street, hay là trên đường Láng đi là on Láng Street. Đấy. Còn khi mà các em dùng at thì lúc mình sẽ dùng với trước số nhà này, hay là trước một địa điểm nó bé, nó chi tiết hơn. Đấy, ví dụ trước số nhà đi, các em bảo là ở số nhà 325 Thụy Khuê đúng không? Đây các em sẽ nói là at 325 Thụy Khuê Street. Đấy, các em không nói là on mà phải là at, tại vì cái số nhà mình ám chỉ đến một cái nơi rất là chi tiết cụ thể. Đấy. Còn khi mà các em muốn nói địa điểm khác đi, không dùng số nhà, các em dùng at the store, hay là at the shop, hay là at school, có nghĩa là một cái nơi rất là chi tiết cụ thể hơn. Đấy. Không cần phải dùng số nhà cũng được. Đấy, thì như trên là cách dùng với giới từ in, on và at. Mình hy vọng là các em nắm vững kiến thức và áp dụng tốt. Chúc các em học vui.